Questo, 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 here come. Mấy món này mấy đứa nhỏ nó khoái này. Ủa? Nó đi đâu? Nó đi ra ngoài đau thao rồi nó. Ừ, vậy hả? Dạ. Vậy mấy Crystal, Crystal. tự nhiên ăn, tự nhiên ăn. Ăn cái gì anh em lấy à? Không, anh chưa ăn, em ăn trước đi. Anh làm cái này vô YouTube. Cho mấy người coi, cho mấy người coi, đầy đủ. Anh coi thì mấy người coi được. Đúng chưa? Ăn mà có người phục vụ mà. Đó. Cái này là chỉ có nhà chị Phi với anh Đức mới có thôi. Fresh, yeah. Fresh nha. Yeah. Cũng thích, cũng ăn cái đó được không? Được không? Yeah. Ăn ở đây nóng vô dại cảm á. Yeah. Không có cảm mà tại hát nhiều quá cái nó cứ nhập quậy quá không? Ethan ơi. Đấy, Ethan về cứ cho sườn bài văn ấy. Ấy trong bé chứ, kiểu bé. Tối nay có mướn nhạc sĩ à, chơi nhạc live luôn đó nha. Ai yêu cầu bài gì hát là có người chơi người live cho mình hát đó. Trường. Ok nhân thức. Ok ngon hay. Hết hết say. Bên bên đây con đây. Jason. Dạ. Bên đó người con. Con thằng biết con thiếu ai không? Con thiếu ai không? Con thiếu ai biết không? Hai cặp nữa. Quang Phường. Thì em biết rồi, khi nào tới sau hết mà. Lan mới đi Việt Nam về. Mới đi Việt Nam về cũng khỏe. Ba chị mất mà đúng không? Ừ. Ba chị lại mất. À chị lấy cái gì uống vậy? Có trà sữa bên này. Ok rồi, ngon ha. Cái bàn này hơi nhỏ chút xíu thôi, ăn vậy tạm thời ăn thôi. Ăn được không? Cơm chiên ngon. Nhà hàng này, nhà hàng ở đây đó nha, không phải nhà hàng ngoài kia đâu, nhà hàng của Phi Phi đó, nhà hàng Phi Phi đó. Billy ơi. Billy, thấy lấy đoàn đi em. Hãy cho John ăn nè, mới ngủ hả, nóng ngủ hả? Ôn quá ngoài này ôn. Em chút nữa là mấy người hát cái luôn cái nó ôn nữa. Phải ôn mà nó không ngủ. Crystal, đây đây, cho gì Billy. Hello, hello Crystal. Con út của anh á. Bé Úc à. Đây là con đầu anh này. Hai đứa trai, thằng kia là 13 tuổi rồi. Thằng này 22. Mời anh đi lại. Học từ tháng 5 á. Học ra từ tháng 5 á. Bên làm rồi. Nó học phí sụt. Nó làm về công ty gì bên lãnh tài. 22 tuổi rồi, chưa có bằng lái. Ba nó đang chín. Khác biệt, ba đang ham đi sống. Mấy ở đây nó còn. Tám nữa. Anh Long tới nè. Ethan ơi. John, help yourself, go get some food. Anh Long. Rồi, anh Long thấy vui rồi. Ok. Ethan, come on, chúng mình không đau nha. Rồi, vô ăn sang mi với mình tới. Cái gì vậy? Dạ. Yeah. No, thank you. Ethan, tại đây. Let me introduce to my friend. No. Ok, Yuli nè, Yuli. Đây, Ethan, come here. Hello, Yuli. Đây, đây, đây. Đó. Ai nói giống anh. Ai mới giống anh Trang là đây, đây. Con lấy đăng kìa, đi tới bên lấy rồi kìa, lấy thế. Nó mà 13 tuổi. 22, 13. John Long, vô đây này. John, this is my little one. Ethan, Crystal. This is my older one there.
My oldest son, and the second one. Ah. Two boy, one girl. How 22, 13. Oh, wow. 22, 13. And she's 10. Kusto, oh, wow. 10. Yeah. Hey, he's tall. Yeah, he's tall. Yeah, he's tall. Of course, they born here, no? Yeah. No wonder, right? Yeah. Long have a shell, happy shell. Yeah, okay. Right, you're right, yeah. À đúng rồi. Long đó. Long đó. Này Boston luôn đó, Boston nè. Đúng rồi. Làm phớt xi nhau. Đúng, còn long. Em nho này. Nho chúng mình bỏ ra cái cây. Ôi, thằng này vô nó cao nè. Từ này nó mới tới cái tuổi nên nó mau ghê lắm. 2 năm nữa ha. Cung thấy 2 năm nữa là nó vụt giống như thằng Kevin mình vậy thôi. Nó tới cái tuổi thấy không? Mới 13, mới thôi 13. Thằng lên 15 là cung trở lại đây là thấy đúng không? Cao giống như Kevin gì đó, Kevin hồi đó nhỏ vụt ghê. Anh còn mấy cái hình của Kevin hồi đấy, tới đây này, chút xíu như này mấy. Dạ. Dạ, nó cát đó. Mấy hàng món này không? À đây, xin tránh còn Quang nữa, là bữa hôm mình uống cà phê. Rồi. Trương nè đây. Làm bác sĩ nghệ sĩ là bạn là vui mà bạn là chắc đời rồi gặp mày nữa thôi. Ê, lấy máy phone hạt lái luôn đi. Tôi bỏ máy phone tôi đưa cho này mới rồi. Bên đợi ông bỏ bên đợi à? Tôi đưa. Thấy không? Tiệc mà cả mướn luôn nhạc sĩ chơi live còn đòi gì nữa? Sao anh không lấy được cái nhạc sĩ anh? Nhạc sĩ ngồi chơi rồi đó bụng tội không? Rồi này nhạc sĩ ăn vô, tại vì phu nhân nó đây. Cái đây rồi. Nó ăn vô. Giống như anh thôi, mà con có phu nhân cái bên cạnh nó ăn ăn được. Cá xin đôi người hai đứa luôn, được cái được cái. Mập đạo người có học thôi. Phí kia chị gì à? Bây giờ lớn dày dày rồi đó. Dày khỏi đẻ hả? Đấy. Ba mươi công. À dạ lớn, anh Sơn hơn là đứa. Lớn, anh Sơn lớn hơn. Bà xã mình là Úc. Bao lâu trời chót? Úc chót phải không? Thì là Úc chót. Sướng Úc nhờ khổ chịu á. Ngày Úc này sướng thì đâu khổ đâu. Hy vọng. Tối này á, anh nói mấy Hà á, tới nhà anh chuẩn bị tới nhà anh chơi á, cho nên gì tập sai nhiều cho nó ốm để mà ăn nhiều, tới đây ăn nhiều, nó làm anh ốm theo luôn. Không. Hello con. Không muốn ăn nữa không? Ăn nữa. Ăn cả hết. Trời tắt điện cho con xuống. Ba nọ là hồi xưa cũng cáo luôn đó, mà không có ba luôn hả? Chứ anh còn là chi vậy má? Tại vì bị nằm góc giường ngoài, mỗi năm đi rồi. Rồi, đừng góc giường là còn đỡ bị nằm đất nữa. Lúc vợ vậy đó. Đúng rồi. Nó về với nhau, nó hiểu nhau, cái thế giới của nó hiểu như vậy không? Biết mắng kìa. Anh cũng đang sắp xếp mà chưa biết làm được hay không, chứ là tại vì công việc anh nó khác với mấy người. Cho anh thích ca hát ngoài cộng đồng.
Đừng đưa mấy cái con ra. Nó như vậy đó. Nhưng mà anh phải đi mới được. Nó mới đầu mình phải đi, nó đi theo được. Để không đó. Mình kẹp cái hai đứa nhỏ đó. Không anh biết đó, thứ gì kẹp cái hai đứa nhỏ, anh kẹp hai đứa nhỏ. Kẹp nó cho con thôi. Vô là nó đâu có nhỏ gì đó. Cái anh chưa đi rồi đi. Chưa, tôi chưa bao giờ đem cái tiệm ăn. Chưa. Chị Châu Sinh á, là nói là đều thử về của con em á. Nhưng mà lần lễ là con em đây. Ngọn con em á. Nhỏ đó hả? Đó, hả? Là con bên Trương, con bên này nè. Con mình lớn nó hơn đó nhiều tuổi lắm, nhưng mà nó có đeo cái thằng đôi. Ngọn con em đây. Để lạc lên đây nữa, ở với anh chơi nữa. Ba má nó đeo rủ nó đi Việt Nam, ba má đi đi con lên bên Bình Lục rồi, mùa hè đó. Tháng tới rồi, tháng tới rồi. Hello nhóm. Tháng tháng rồi, đây. Tháng tới là nghe cái miệng tháng tới trước rồi phải không? Rồi, vô tự nhiên tháng tới luôn. À, mới sao để tới. Hello. Tìm nhà dễ không? Vô luôn tự nhiên mới bắt đầu thôi, mới đang thôi. Cứ đi mình vậy, mới đứa nhỏ đi vậy. Bây giờ dẫn con vô cho. Hai là con. What's your name? Dạ. Ờ, con Thắng nè, đây phải không? Oh, thank you anh. Ờ vậy à. Hai nó bằng con Nguyên đó, nhiều sức rồi, nó bằng con em đó, rồi 22 luôn, thằng July 16. Không, tại mình hồi xưa mình bị ế. Rồi vậy à, nó ế đâu, con sớm 22 sao ế được, con sớm 22 tuổi ế nữa. Nói gì cái này record lại. Đây nữa phải không? Đây nữa phải không? À rồi. Rồi hai đứa. Không, anh biết rồi. Đây này. Con cái này là con của Hằng Cung rồi, biết Kelly biết rồi. Rồi mới tự nhiên. Anh Thắng. Tự nhiên đi ra lấy đi. Everything is so.